thị trường nhà ở của Canada hạ nhiệt vào năm 2022. Một báo cáo mới của RBC Economics cho biết, thị trường nhà ở của Canada có thể sẽ hạ nhiệt vào cuối năm 2022 sau mức kỷ lục năm 2021. Báo cáo được công bố hôm thứ Tư cho biết, nhu cầu tăng cao, một phần do tỷ giá thấp, tiền tiết kiệm cao và sự cải thiện niềm tin của người tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động thị trường nhà ở tại Canada lên mức cao kỷ lục. Sự gia tăng được thiết lập sẽ diễn ra sau năm 2020, vốn có thể là năm mạnh nhất từ trước đến nay, mặc dù hoạt động bị đình trệ vào mùa xuân do đại dịch COVID-19. Trong báo cáo, nhà kinh tế cao cấp Robert Hawke của RBC ước tính rằng hoạt động bán nhà sẽ đạt 588.300 căn vào năm 2021, tăng từ 552.300 căn vào năm 2020. Giá chuẩn quốc gia sẽ tăng 8,4% lên 669.000 đô la. Chủ yếu do nguồn cung thấp, ông Hawke cho biết. Nhưng các dấu hiệu hạ nhiệt cũng sẽ bắt đầu xuất hiện vào cuối năm, ông nói. Báo cáo cho biết, nguồn cung nhà ở thấp, sự suy thoái của thị trường do COVID-19 gây ra, lãi suất tăng và khả năng chi trả bị xói mòn sẽ là những yếu tố chính khiến thị trường nhà ở Canada hạ nhiệt. Báo cáo cũng cho biết tác động của mức độ nhập cư thấp do đại dịch cho đến nay chỉ được cảm nhận trong thị trường cho thuê và căn hộ ở các thành phố lớn nhất ở Canada, có thể bắt đầu lan rộng ra phần còn lại của thị trường nhà ở vào cuối năm